Đây nhá, các bạn nhìn nhá, cái hộp này rất là đẹp luôn, đây vừa bóc ra luôn nhá. Các bạn yên tâm là đây là dạng là thuốc nhá, thành phần của nó 100% là từ thiên nhiên, nhưng mà dạng thuốc nên các bạn không phải kiêng gì nhá. Mà không phải là đặt vào trong người của chúng mình. Bởi vì nếu như mà dạng đặt hay là dạng xịt, nhiều chị em phụ nữ nếu như mà không biết vệ sinh sạch sẽ thì chị em còn bị viêm nhiễm nhiều hơn, mà còn mang lại những cái bệnh mà ngoài cái sự mong đợi của chúng mình, mà nó còn có tác dụng phụ nếu như chị em mình không biết vệ sinh sạch sẽ. Và cái dạng viên như thế này thì rất là tiện lợi cho các chị em phụ nữ chúng mình. Chúng mình chỉ việc uống với nước và uống sáng 2 viên, tối 2 viên trong vòng 15 ngày, tác dụng sẽ ngoài mong đợi của các bạn nhé. Các bạn nhớ một ngày uống thật nhiều nước cho anh để chúng mình có một làn da đẹp và bồi bổ nước và bổ sung cho cơ thể của chúng mình nước các bạn nhé. Các bạn nhớ uống cho anh cái viên Cordyceva này sáng 2 viên và tối 2 viên vào 8 giờ sáng và 8 giờ tối để có tác dụng tuyệt vời đối với các chị em phụ nữ của chúng mình nhé. Và các anh chồng cũng có thể mua tặng vợ của mình để vợ của mình dùng cái này để cho vợ chồng càng hạnh phúc hơn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và ý nghĩa.